Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Địa ốc và Tài chánh với cô Jen Nga Dung Nguyễn và chị Quỳnh Lê đến từ văn phòng Alpha Realtor. Kính thưa quý vị, hôm nay trở lại với chủ đề về địa ốc cũng như tài chánh thì chúng ta thấy khi mua nhà hay đầu tư nhà cửa hay là building thì vấn đề làm loan là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu, và đây lại là cái mảng mà người bình thường như chúng ta lại thiếu cái hiểu biết về khá là chuyên môn. Thì hôm nay cô Nga Dung cùng với chị Quỳnh Lê sẽ chia sẻ với chúng ta một chủ đề: khi chúng ta làm loan, khi chúng ta gặp người chuyên viên về làm loan thì chúng ta cần phải chú ý điều gì để mà cái chuyện làm loan đạt hiệu quả, và những cái vấn đề chi phí ra làm sao chúng ta cần nắm. Thì hôm nay mời quý vị lắng nghe nhé. Thì chúng tôi trước hết xin chào cô Nga Dung và chị Quỳnh Lê ạ. Được, thưa chào tất cả quý vị khán giả và chào Hương Yên. Chào quý vị khán giả và xin chào Hương Yên. Dạ vâng. Bây giờ bắt đầu làm loan, bắt đầu mua nhà, bắt đầu đầu tư, thì công việc làm loan thì cái việc đầu tiên là làm gì? Cái việc đầu tiên mà làm loan là đi tìm một người loan officer hay một mortgage company mà mình có nghe người ta giới thiệu hay là nghe sự tự tín nhiệm. Là việc quan trọng nhất đó là cái người mà làm mortgage đó phải là, thứ nhất là nắm vững vấn đề và hiểu làm sao để mà có thể giúp cho mình có những ý kiến gọi là chính xác. Tại vì kính thưa quý vị khán giả cũng như Hương Yên, không phải ai cũng giống ai. Cái hoàn cảnh có nhiều người nhiều tiền, nhiều người ít tiền. Nhiều người ít tiền ngày hôm nay mà 2 năm nữa lại rất nhiều tiền. Thành ra cái đó là một cái mà khi một người làm mortgage, làm loan, mà khi họ gặp quý vị, họ interview quý vị, họ sẽ nhìn thấy ngay là người này là liệu cái payment của cái nhà này nó sẽ là gánh nặng hay nó chỉ làm cái chuyện bây giờ tạm, nhưng mà trong một thời gian gần nữa thì quý vị sẽ có những cái lương cao hơn, hoặc là quý vị trong gia đình sẽ có một người vợ sẽ đi làm và sẽ có một cái lương thứ hai. Thành ra khi mà làm loan đó quý vị, cần nhất là cái người loan officer đó sẽ có một cái interview trọn vẹn để có thể chia sẻ với quý vị làm thế nào để mà quyết định sáng suốt. Là vì bây giờ thì quý vị trong lúc mới làm thì mình nên mới có một đầu lương này, rồi hai đứa con chẳng hạn, thì chúng ta đừng có vội vàng mà đi vào những chương trình nhất định phải đi 15 năm chẳng hạn. Chúng ta có thể đi chương trình 30 năm thì nó nhẹ nhàng hơn. Và nếu mà trong trường hợp mà quý vị không đủ tiền down thì nó có những cái chương trình mà cái người loan officer nó có thể chia sẻ với quý vị. Một là đi cái chương trình FHA để mà 3.5%, hay là chương trình 5% conventional. Thế nhưng mà họ sẽ phân tích cho quý vị tất cả những cái gì được và mất. Tại vì không có một cái gì hoàn toàn 100% perfect. Nó sẽ có thể perfect với một cái hoàn cảnh này mà nó không perfect với hoàn cảnh kia. Dạ vâng. Có nghĩa là tùy mỗi cái hoàn cảnh mỗi người mà cái người loan officer người ta sẽ phải tham vấn cho quý vị dùng cái chương trình nào. Vâng, tại vì kính thưa quý vị, thật sự ra có nhiều cái ngân hàng khi mình đến gặp người ta cứ bảo mình muốn cái gì và người ta làm đúng cái điều mình muốn, nhưng người ta không hiểu rằng mình là người đến đó, mình không hiểu gì cả. Mình nghe thấy bạn bè người ta đi mua nhà, người ta down 5% thì mình cũng down 5%, người ta đi 15 năm cho nó trả hết nhanh thì mình cũng dáng hết sức để mình đi 15 năm. Nhưng mà nếu mà gặp một người mortgage hay một loan officer mà họ biết cách phân tích thì có thể quý vị sẽ có những suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Dạ vâng. Chả, chúng tôi có thể khuyên là nếu mà cố được thì nên đi chương trình 20% down. Tại vì cái 20% down đó quý vị sẽ rất là thoải mái. Thứ nhất là quý vị không phải trả cái tiền bảo hiểm nợ. Sau cái kỳ sụp đổ của địa ốc đó, cái tiền bảo hiểm nợ rất là cao. Nó có thể tới 100, 200, có khi tới 300 đồng một tháng nha quý vị. Và có những cái loan mortgage chẳng hạn như FHA là quý vị phải trả hết cái đời của cái loan, chứ không phải là khi mà chúng tôi trả up tới 20-25% chúng tôi được bỏ. Cái chuyện đó không còn có với loan FHA nữa. Thế rồi cho những trường hợp là đặc biệt của cái loan mà down 20% là ngoài không trả cái bảo hiểm nợ, quý vị được quyền tự trả lấy thuế và bảo hiểm. Cái điều này cũng thích lắm Hương Yên và quý vị. Tại sao vậy? Tại vì cái payment của mình hàng tháng đó nó nhẹ nhàng, nó giống như là nhiều khi nó chỉ hơn cái tiền xe một tí thôi. Thành ra đằng nào nếu chúng ta trả tiền mặt cái căn nhà đó thì chúng ta vẫn phải trả thuế, phải trả bảo hiểm, phải trả HOA, đúng không? Nhưng mà cái tiền mortgage đó, nếu mà chỉ có trả một mình đó thôi, chúng ta không thấy cái nhà mình nó làm cái gánh nặng. Và đặc biệt là nếu mỗi lần thuế tăng là chúng ta biết ngay, hay là bảo hiểm tăng là chúng ta cũng có thể gọi là quyết định ngay là ồ, tiền bảo hiểm tại sao lên như vậy, gọi ngay cho cái người insurance để yêu cầu họ, họ không xuống thì chúng ta sẽ đổi hãng khác.
nếu chúng ta để chung cho cái hãng bọc ghế họ trả đó, thì khi họ trả rồi mà họ báo chúng ta thì nó đã muộn rồi. Tức là mất có khi đến mấy tháng xong thì là bảo hiểm đã lên giá và chúng ta chỉ nhận được một cái bill của một kết gửi về là năm nay payment của quý vị sẽ tăng có khi đến mấy trăm đồng là vì thuế tăng, bảo hiểm tăng mà chúng ta vô tình không biết đến. Dạ vâng, cảm ơn cô Nga Dung. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một cách rất là tổng quát và rất nhiều những thông tin mà cô Nga Dung chia sẻ. Bây giờ có chị Quỳnh, nếu mà quý vị mà đi lấy làm loan tại công ty Alpha Realtor thì chị Quỳnh, ngoài cái chuyện làm địa ốc, ngoài cái chuyện làm realtor ra thì cái vấn đề loan là một trong những cái gọi là cánh tay phải của chị Quỳnh đó. Thì bây giờ một người tới mà làm loan với chị Quỳnh thì cái việc đầu tiên chị sẽ coi cái gì, chị sẽ hỏi cái gì, chị sẽ gọi là tham vấn những điều gì? Thưa Hương Yên, đầu tiên khi mà người khách tới thì bao giờ cũng vậy, thì mình phải coi là như cô Nga Dung mới nói hồi nãy là trường hợp thích hợp với người ta là những trường hợp nào. Thì đối với Quỳnh thì đi sâu vô chi tiết là mình sẽ coi thử coi credit người ta có tốt hay là không, người ta có thể đi được chương trình nào, rồi đó là về thứ credit. Rồi còn về phần mà income thì có một số chương trình nhà băng là mình làm chủ nhưng mà cũng chỉ cần có một năm thuế mình có thể đi vay được tiền. Yeah. Thì nếu những trường hợp đó thì mình sẽ chọn cái nhà băng như thế nào cho thích hợp với cái trường hợp của người ta. Yeah. Rồi còn về phần tiền bạc thì như cô Dung mới nói hồi nãy là nếu tiền đau ít thì mình đi nhà băng nào, mà tiền đau nhiều thì có những nhà băng nào nó lợi hơn. Mà hiện tại bây giờ thì mình còn có một số chương trình đặc biệt nữa là có thể là mình không cần show cái tax return của mình, nhưng mà mình chỉ cần biết cái income mà mình có thể qualify được loan. Cho nên đối với lại cái người loan officer rất là quan trọng khi mà người khách tới là người ta sẽ cho biết là như sau khi check credit xong, biết cái điểm credit, rồi biết cái khả năng tài chính của họ như thế nào, mà rồi biết hết về income của họ để quyết định họ đi nhà băng nào cho đúng. Dạ vâng, như vậy chị Quỳnh là cũng là cái người theo dõi cái quá trình mà tăng lãi suất mỗi ngày để mà báo cho bên khách hàng biết là nên chốt lại cái phần lãi suất như thế nào. Thì riêng cái phần kinh nghiệm đó chị chia sẻ là sẽ làm như thế nào để mà có cái phần lãi suất nó thấp nhất? Về phần lãi suất thấp nhất thì dĩ nhiên là mỗi người là sẽ phải đi vào trong giống như một cái room vậy đó. Thì tùy vào là nếu mà điểm credit của người ta mà trên 740 điểm thì nó sẽ vào như thế nào, rồi 720, rồi 700, 608. Thì khi mà cái người khách của mình mà mình apply cho người ta cái chương trình nào đi vào trong đó, thì sau khi mà mình apply xong thì mình có thể theo dõi mỗi ngày. Thậm chí là nhiều khi vài ba tiếng mà mình thấy thay đổi là mình theo dõi, để mà nếu mà cái lãi suất mà nó xuống thì mình có thể thông báo cho người khách hàng. Thì đối với cái này là một cái quan trọng của người loan officer nữa. Tại nếu mà họ chỉ có nhận giấy tờ xong, họ chỉ submit cho nhà băng xong, rồi thế là họ cứ process mà họ quên để ý cái chuyện lắc chấm lời. Nhưng thì đùng một cái mà thị trường nó đi lên thì lúc đó là không có gì để sửa sai được hết. Cho nên là rất là quan trọng khi mà cái người loan officer follow up được cái thị trường là pricing, cái giá cả mỗi ngày, để cho biết là nếu mà thấp là mình lo mình lock cái chấm lời của mình liền. Dạ vâng. Dạ. Kính thưa quý vị, bây giờ tới cái phần mà chúng tôi cũng phải thắc mắc một chút, đó là bây giờ đến một văn phòng loan officer thì cái người mà apply cái loan đó có cần phải quan tâm về chi phí không? Đôi khi là tới cái ngân hàng này, tới văn phòng này thì được cái đồng lời là 4.2, 4.25 chẳng hạn, nhưng mà chi phí trả gì đủ thứ mà mình không phải chuyên môn thì mình không biết rằng là cái đó là trả có đúng hay không. Có chỗ thì nói là ồ chỗ kia rẻ hơn, chỗ kia cao hơn, thì mà nhờ cô Nga Dung chị Quỳnh phân tích thêm về cái chuyện đó. Cảm ơn Hương Yên đã đặt câu hỏi đó. Kính thưa quý vị, thật sự ra cái tiền lời nó giống như một cái bảng giá đó. Tức là nếu mà quý vị trả zero, không trả một đồng nào loan origination, thì ngày hôm đó tiền lời sẽ là bao nhiêu. Nếu quý vị trả nửa phần trăm thì tiền, tức là trả discount point, thì sẽ là bao nhiêu. Nó có một cái bảng giá. Thành ra tùy ở cái nếu mà quý vị đó đi, chúng tôi thí dụ là đi cùng một công ty nhé, tức là mỗi một công ty thì họ có những cái price khác nhau. Nhưng mà đặc biệt đó là thí dụ thôi để quý vị hiểu cái vấn đề, là nếu quý vị đến cùng một công ty trong cùng một ngày, người ta có thể hỏi quý vị là nếu ngày hôm nay quý vị muốn tiền lời của thị trường 4.5, thí dụ như vậy, là quý vị không trả một đồng nào loan origination. Nhưng mà nếu quý vị muốn tiền lời thấp hơn, quý vị sẽ phải trả 1% discount point, tức là có thể tiền lời quý vị sẽ còn 4.25,
tức là bớt đi 1/4. Và nếu mà quý vị trả 2 point có thể quý vị còn có 4 chấm. Xong rồi người ta đặc biệt đó là cái mua cái tiền lời nó cũng thay đổi là tùy theo cái credit của quý vị nữa. Cái price này nó không hẳn là nó là cái bảng quyết định mà nó gọi là chính xác, mà nó thay đổi tùy theo cái điểm credit của người đó. Cái người nào điểm credit tối hảo chẳng hạn trên 740 thì hoàn toàn cái giá của họ nó khác. Mà nếu mà họ rớt xuống là 678 thì khác hẳn với cái người rate 608. Chỉ có 2 điểm thôi, 679 cũng vậy, tại nó đi qua một cái khác hẳn. Thế thành ra cái giá cả đó là rất là quan trọng, là cái người loan officer đó mới nói khuyên. Và bây giờ vì cái trường hợp này, nếu mà quý vị bỏ thêm vì cái điểm credit của quý vị, vì một số cái vấn đề nào đó mà quý vị thôi ráng bỏ thêm 1.000 đi, thì nó lại xuống nhiều, là vì tùy cái giá ngày hôm đó. Thành ra cái người mà loan officer mà nếu mà họ đừng có lương tâm và đừng có kiểu như là nhận ồ nhận ạt mà không có cái thì giờ để mà giúp đỡ riêng những cái người khách của mình, thì trong trường hợp đó họ quá bận thì họ không thể nào theo dõi từng người được. Tại vì như chúng tôi vừa mới nói với quý vị, cái rate nó thay đổi từng ngày từng giờ và từng người khách một, là cái điểm credit ở trong khoảng nào. Và quý vị down 40% thì quý vị được cái bảng giá và cái rate khác hẳn với quý vị down 20%. Vâng. Quý vị down 30% cũng khác với quý vị down 40%, 50%. Thành ra cái người mà loan officer đó, đặc biệt là cái service là một điều rất là quan trọng. Và một chắc chắn một điều là người đó đã hứa là loan của quý vị sẽ xong, hồ sơ này sẽ vay được, thì họ sẽ làm sao có được cái loan cho quý vị đúng ngày, đúng tháng để quý vị sẽ không mất cái căn nhà. Tại vì nếu quý vị mà không có một người loan officer có thì giờ mà lo cho quý vị như vậy, thì có thể đến ngày mà cái ngày closing đó, quý vị vẫn chưa xong cái loan. Đến lúc đó quý vị có thể mất cái căn nhà mà quý vị đã tốn bao nhiêu tiền inspection, tiền appraisal, tiền option fee. Và nhất là cả gia đình bạn cũng sẽ buồn, là vì cả gia đình con cái đã hí háu sắp sửa dọn nhà rồi mà bây giờ không có loan. Và thị trường seller market, người bán họ bán ngay cho người khác liền tức khắc, và quý vị sẽ không có cơ hội để mà nắm căn nhà đó nữa. Thành ra cái đó là quan trọng, service. Và cái service đó là một điều tùy thuộc vào, thứ nhất là cái văn phòng đó họ phải đủ nhân lực để lo cho quý vị, và thứ hai nữa đó là họ có cái tâm để họ dành cho thì giờ. Đã có những trường hợp chúng tôi phải có nhiều khi đã về đến nhà, nhiều khi 12 giờ đêm cũng vẫn phải làm, tại vì cái hồi đó hồ sơ hay là thì giờ cái thị trường nó thay đổi nóng bỏng quá, phải làm sao để mà submit cho kịp ngày mai, là vì cái thời gian nó bắt buộc như vậy. Tại vì có nhiều khi có người khách Việt Nam giấy tờ đưa quá chậm trễ, hay là hồ sơ tiền bạc hơi lung tung, phải ghiếp người này ghiếp người kia. Những cái trường hợp như vậy là những cái khó khăn đó, thì những cái văn phòng mortgage, những người loan officer mà có cái tâm và cái lòng mà dành cho quý vị thì nó khác hẳn. Còn nếu mà người ta quá nhiều thì có khi quý vị sẽ gặp những trở ngại. Dạ vâng, cảm ơn cô Nga Dung. Cái điều mà cô Nga Dung phân tích kính thưa quý vị là tùy cái credit của mình, cái điểm credit, tùy cái down payment xuống bao nhiêu phần trăm nó quyết định. Đó là Hương Yên gọi là tạm là phần cứng. Còn những khoản phí phần mềm nào mà nó còn khác nhau giữa những văn phòng này, giữa văn phòng khác không? Đồng Hương chúng ta đôi khi có thể hiểu sai vấn đề. Ồ, bên đó nó làm loan rẻ lắm, bên này làm loan mắc quá đi. Thì nhờ chị Quỳnh phân tích chút là cái phần mềm đó, cái phí phần mềm đó mà linh động sửa chữa. Có nhiều văn phòng kêu tôi không trả, tôi không chạc gì cái tiền này, nhưng mà tôi chạc gì tiền này ít thôi. Cái đó thì Đồng Hương chúng ta quan tâm nhiều. Còn cái phần cứng đó thì đi đâu nó cũng như thế rồi. Mời chị Quỳnh. Thương Yên, như thế này nè, là tại vì người ta nói chung chung là tiền closing cost, nhưng mà trong cái closing cost đó nó có nhiều khoản lắm. Thì những cái khoản mà người loan officer không có làm gì được hết á, đó là phần tiền của bên title company. Thì những cái phần đó thì chắc chắn là không có đụng đậy gì được hết. Thành ra là chỉ có cái phần mà tiền appraisal với lại tiền của nó gọi là underwriting fee á, thì là tùy vào nhà băng. Tại ngay cả bản thân như 10 nhà băng thì có những 10 cái khoản phí khác nhau. Nhưng mà cũng quan trọng ở chỗ nữa là có một số trường hợp là nhiều khi trong giai đoạn này thì nhà băng đó người ta nói là người ta miễn tiền appraisal. Thì miễn tiền appraisal là mình bớt được 400 mấy chục đồng hay là 500 đồng. Thành ra là trong những lúc đó thì cái tiền mà underwriting fee với lại tiền appraisal nó ảnh hưởng tới cái tiền closing cost của người ta. Còn những cái phần closing cost khác á, là phần của bên title company là mình không có được, tức là mình không có kiểm soát được, nó không có, mình không có under control được hết cái phần đó. Cho nên mà đối với underwriting fee với lại appraisal thì nó không có đáng kể. Cho nên là theo Quỳnh thấy á, thì cái đó cũng chỉ là một cái cách mà giống như là mình play cái game để
mà cho biết là cái tiền phí, tiền closing cost bên này cao hơn hay thấp hơn. Nhưng mà hầu hết đó, đến khi mà đi vào trong chi tiết á, thì cái title company, tại vì khi mà mình có contract á, thì title nào đã mở ở title đó rồi, thì cho dù đi với bất cứ nhà băng nào á, thì title đó họ cũng issue ra những cái khoản phí như thế đó. Cho nên là cuối cùng á, thì người loan officer cũng không có can thiệp được nhiều về cái fee, mà chỉ có can thiệp được cái phần của lender fee thôi. Như vậy đó, có nghĩa là không có cái chuyện là ồ bên này làm loan rẻ lắm, bên kia làm loan mắc quá. Nhưng mà nó khác nhau giữa hai văn phòng làm loan ở cái điểm nào? Văn phòng A hơn văn phòng B ở cái điểm nào? Đó là cái điểm mà lúc nãy đó mà chúng tôi có nhắc đó với quý vị đó, là cái tiền mà nó gọi là buy down, những cái tiền origination fee và tiền points. Tí dụ như vậy, và tiền chẳng hạn như khi quý vị muốn trả thuế má bảo hiểm trả riêng, người sẽ trả thêm 1/4 của loan amount, nó gọi là escrow waiver. Xong rồi phải buy discount point và phải trả loan origination. Đó là những cái thêm. Những cái tiền mà chẳng hạn như không thể nào tránh được, tiền appraisal, tiền underwriting, tiền processing fee, tiền credit check, không cách nào chúng ta tránh được, và cái đó cũng các văn phòng tranh nhau không đáng bao nhiêu. Nhưng cái mà các văn phòng tranh nhau nhiều đó là người ta trả thêm những cái tiền mà gọi là soft á, tức là tiền trả thêm. Có trả thêm thế này thì quý vị mới được cái tiền lời này. Mà khi mà chúng ta hỏi nhiều người khách mới mua nhà không có kinh nghiệm thì chỉ biết ô văn phòng này cho 4% và văn phòng này cho có 3.75, thích quá nhất định đi văn phòng này. Đến lúc vô rồi thì lúc đó mới thấy người ta đưa ra cái tờ estimate tiền đó, tính toán thì lúc đó nó mới ra. Hoặc là thế này, vấn đề là như thế này nữa, vì người ta hứa quá thấp và đến ngày đó người ta không có thể nào lấp được kịp cái tiền lời cho quý vị ở cái tiền lời người ta đã hứa. Thì chẳng lẽ người ta móc tiền túi ra để mà mua cái phần đó cho quý vị? Họ chơi cái trò kéo dài, để họ đợi hy vọng một ngày tiền lời xuống thì ngày đó họ mới khóa. Và vì những trường hợp đó quý vị sẽ không vay được tiền theo như hạn kỳ. Tại vì cái văn phòng đó nhất định nó chơi cái game đó, nó không muốn bỏ tiền túi ra để mà có thể mua được cái tiền lời thấp như họ đã hứa để kéo quý vị vào cái văn phòng đó. Đó là lý do và một cái điều mà phải nói cần chú ý, phải không ạ? Bây giờ tóm lại là bây giờ vấn đề làm loan thì nhờ cô Nga Dung và chị của Quỳnh Lê là chốt lại là chúng ta là người chẳng hạn như Hưng Yên không phải là người chuyên hiểu biết về làm loan, tới một văn phòng làm loan, chọn lựa văn phòng nào đây, chọn lựa nghe nói là cái giá tôi làm tôi bớt tiền này, tôi bớt tiền kia nó rẻ hay sao, à tới văn phòng của tôi đó là cái lãi suất thấp lắm, tôi làm cho chị lãi suất thấp, tôi bớt tiền này tiền kia, đôi khi rối bù lên. Bây giờ xin cô Nga Dung với chị Quỳnh Lê chia sẻ là chúng ta phải cần căn cứ vào cái gì có thể là đúng, cái gì không thể có là sai, chỉ nghe tung hỏa mù thôi. Thì mời chị Quỳnh Lê và cô Nga Dung phân tích chốt lại. Đối với Quỳnh thì trước nhất khi mà mình tới một văn phòng để làm loan thì cái sự tin tưởng là trước nhất. Là tại vì khi mà như cô Nga Dung có nói về hồi nãy đó, là nhiều khi hứa nhiều thứ lắm nhưng mà cuối cùng khi mà gần tới ngày closing thì loan không có xong. Thành ra là văn phòng tin tưởng nhất, nhưng mà thiệt ra là mình không biết văn phòng nào tin tưởng hết. Cho nên là đầu tiên là mình phải coi cái cách người ta, khi người ta coi giấy tờ của mình, người ta process, người ta giải thích cho mình đó, là mới vừa làm application thôi thì họ, người loan officer sẽ giải thích là trường hợp của anh chị á, là anh chị là làm chủ mà cái này chỉ mới một năm thuế thì nên đi chương trình nào, hoặc trường hợp này đau nhiều thì nên đi chương trình nào, hoặc trường hợp này không chứng minh được income thì đi chương trình nào. Thì nội cái cách giải thích của cái người là loan officer á, thì sẽ làm cho mình tin tưởng. Tại vì bắt đầu vô giống như là chưa từng biết gì hết, chưa từng mua, chưa từng làm loan với văn phòng đó, nhưng mà khi mà họ phân tích ra cho mình biết là với cái điểm credit này, với cái tiền down payment như thế này, với cái tiền mình chưa có tiền trong nhà băng rồi cái gì đó, thì có những chương trình đặc biệt như thế nào đó. Thì cho nên là khi mà làm việc với người loan officer, quan trọng đầu tiên là cái tin tưởng, rồi xong sau đó khi đi dần vào thì lúc đó là mình mới biết được là người ta làm tốt hay là không. Chuyên nghiệp, cái sự chuyên môn phải không? Cô Nga Dung có gì thêm một cái này không ạ? Để bổ túc cho Quỳnh, thứ nhất đó là cái sự tin tưởng về cái sự tín nhiệm của văn phòng đó, và thứ hai đó là mình tin tưởng về cái khả năng, cái kiến thức và cái kinh nghiệm ở trong nghề. Tại vì tất cả nghề nào cũng cần nhất là cái sự kinh nghiệm. Tại vì tất cả những hoàn cảnh đều khác nhau và người ta biết để mà thu xếp được. Và đặc biệt khi mà những người mà họ có kinh nghiệm và giỏi về loan đó, khi bước quý vị bước chân đến, người ta nhìn hồ sơ thì những lời người ta nói gần như 95% là quý vị sẽ được hay không được. Cảm ơn một lần nữa cô và chị Quỳnh Lê, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. We'll be right back.